Xin chào quý vị các bạn, mình là Hiếu Ô Tô. Hôm nay mình có nhận sửa chiếc màn của xe Suzuki đời 2017. Nó đang có biểu hiện là kẻ màn. Đây, cái này em rút rác ra rồi. Nó đang có biểu hiện là kẻ màn. Mà cái này là em đã rút rác sẵn ra rồi. Em chỉ quay cho các bác cách tháo rồi. Đầu tiên là các bác muốn tháo được chiếc xe này là thì các bác cần một cái cậy sắt hoặc là một cái cậy nhựa như thế này. Đầu tiên là nó sẽ như thế này đây. Các bác sẽ cậy từ phía bên này lên, khi nào nó hé là tầm khoảng bằng này, này. Vậy rồi các bác sẽ quay sang cậy phía bên này, sao cho nó cân với bên này, xong các bác sẽ cho hai tay về hai phía như thế này, kéo mạnh là nó ra thôi. Này, tại vì cá nó là cá nghiêng ấy. Các bác cầm thẳng này, kéo giật ra nó ra. Okay. Sau đó nó sẽ có hai con ốc ở trên này, đây. Hai con ốc ở trên này, đây một này, hai này, hai con ốc này. Các bác dùng tô vít tháo ra. Xong rồi các bạn kéo này nó ra thôi, để nó có hai con ốc này thôi. Sau đó là nó có những con rác như thế này đây. Đây cái này này em tháo trước đây. Mỗi con rác là nó có một cái cá như thế này, các bác ấn vào xong rồi kéo ra là nó ra thôi. Okay. Các bác đợi em trong giây nhá, để em mang lên nhà kiểm tra và sửa chữa. Ok, xong rồi em làm nó đã hỏng phần màn hình. Em thay cái phần màn hình đi nó đã chạy tốt rồi, cái con màn hình của nó chạy chập chờn chứ không phải hỏng mên. Con này nó hay hỏng mên thôi chứ không phải là ở trường hợp này không phải hỏng mên. Nếu các bác ở Hà Nội thì mang qua em sửa đến luôn cho ạ, như thế này luôn, khoảng thời gian nó khoảng một tiếng đến 30 phút đến một tiếng nữa. Còn các bác ở tỉnh thì tháo như video em hướng dẫn em gửi về cho các bác ạ. Cảm ơn các bác đã xem video.